Xin chào các bạn, mình là An Phương. Mình là Ashley. Và chào mừng các bạn đã đến với giải thưởng bình chọn thường niên LGBT Awards 2018. Đây là giải thưởng mà các chuyên gia và những bạn đọc lựa chọn những cái sản phẩm uy tín và chất lượng trong năm vừa rồi. Và ngày hôm nay thì An Phương và Ashley sẽ chia sẻ một số những sản phẩm yêu thích của tụi mình ở hạng mục kem nền cũng như là sữa rửa mặt. Thì sau khi mà Ashley xem qua những sản phẩm mà được đề cử trong hạng mục kem nền, mình để ý ngay cho cái sản phẩm mà mình đã thử và rất là thích. Cái này đúng không? Đúng rồi. Đây là Shiseido Single Skin Lasting Liquid Foundation. Foundation này thì đặc biệt là che phủ, tuy là ở mức độ trung bình thôi, nhưng mà nó có khả năng là nó sẽ đồng điệu với làn da theo thời gian, nên là các bạn sẽ không bị vấn đề là da sẽ bị sạm, bị trắng quá hay là sẽ bị tối màu theo thời gian. Nên là điều này Ashley rất là thích ở kem nền này. Ngoài ra thì bởi vì da của mình là da hỗn hợp thiên khô nên là mình vẫn bị đổ dầu ở vùng chữ T, và dùng kem nền này thì mình không có hiện tượng bị bóng dầu hay là kem nền nó bị loang lỗ trên da, nên là kiềm dầu cũng rất là ổn và bám lâu ở trên da nữa. Chị thấy là foundation này packaging vỏ rất là xinh. Đúng rồi, cũng rất là sang. Shiseido lúc nào đẹp xinh cũng nhìn rất là quý. Bây giờ đố em, chị thích cái nào? Theo như em biết về chị thì em nghĩ là chị sẽ thích cái này. Đúng rồi. Kiểu đơn giản nhưng mà vẫn nó rất là chất lượng. Đúng rồi. Và trên tay An Phương đang là sản phẩm NARS Velvet Matte Skin Tint. Đây là một dạng foundation nhưng mà không hẳn là foundation nữa, bởi vì cái tên gọi của nó là Skin Tint. Nó kiểu như là tinted moisturizer nhưng mà có một độ che phủ rất là cao. Và An Phương cảm thấy đây là một sản phẩm mình dùng hàng ngày rất là ổn, bởi vì thứ nhất nó có độ che phủ cao, thứ hai là kiềm dầu rất là ổn. Mặc dù là skin tint này hơi dày một chút, nhưng mà đối với những người mà da dầu như chị á, không biết các bạn như thế nào, nhưng mà em thấy siêu thích cái kết cấu này. Sản phẩm này thì em nghĩ là sẽ phù hợp với những bạn nào có da hỗn hợp thiên dầu, từ thường cho tới thiên dầu. Cho nên là chị nghĩ là cái này các em sẽ gì chứ, chị nghĩ là em sẽ thích cái này hơn. Thì đây là món yêu thích của An Phương. Vậy đó là hai sản phẩm kem nền mà Ashley và chị An Phương rất là thích. Vậy còn bạn thì sao? Bây giờ thì tụi mình sẽ cùng nói về sữa rửa mặt. Và sữa rửa mặt mà em Phương yêu thích là sữa rửa mặt này của Shiseido. Đây là Shiseido Waso Quick Gentle Cleanser. Đây là một trong những loại sữa rửa mặt dạng gel mà em Phương rất là thích. Mặc dù là em Phương mới dùng thời gian gần đây, và em Phương cũng mới dùng có 1-2 lần thôi, nhưng mà cảm giác để lại khi mà dùng sữa rửa mặt này rất là tuyệt vời. Cho nên em Phương kiểu như là bắt buộc phải nói về sữa rửa mặt này trong đoạn video hôm nay. Không biết là em đã dùng sản phẩm này chưa? Em lại cũng nghĩ là chị sẽ chọn, bởi vì em cũng đang định chọn cái sữa rửa mặt này. Sữa rửa mặt này thì em thấy là nó rất là hợp với da của em, tuy là làm sạch nhưng mà không có bị khô, bởi vì trong này có mật ong, với lại sữa ông chúa, có sữa ông chúa nên là sẽ làm da của em nó không bị khô. Đó là da của Ashley á, là da hoàn thiên khô. Ashley thấy hợp, còn An Phương là da thiên dầu vẫn thấy hợp, bởi vì kết cấu của sản phẩm là dạng gel cho nên là nó cứ rất là dễ chịu, dùng rất là nhẹ nhàng, cảm thấy rất là thích. Không biết lại còn thích món gì trong này nữa không? Thì da của em thì đôi khi buổi sáng thì cần phải gọi là tẩy trang hoặc là rửa mặt nhẹ nhàng, thì em sẽ dùng thêm cái sản phẩm này, cái 37. Thì đây là cleansing water, skin saver essential pure cleansing water. Thì sản phẩm này em thấy có mùi rất là nhẹ nhàng, những cái lúc mà da của em bị nhạy cảm kiểu bị đỏ mụn luôn á, nhưng mà dùng vẫn rất là dịu nhẹ trên da. Điều này gì đồng ý với em, tại vì chị cũng đã thử cái sản phẩm này rồi. Đây cũng là một trong những loại nước tẩy trang nó rất là nhẹ nhàng thôi nhưng mà nó hiệu quả. Và đặc biệt là phân kỹ các bạn có da nhạy cảm dùng sản phẩm rất là ok, bởi vì các sản phẩm của Sum 37 thực sự rất là lành tính. Và mặc dù đây là nước tẩy trang nhưng mà nhìn nó rất là sang chảnh. Đúng rồi. Và em cũng thực sự là yêu mến cái thiết kế của Sum 37. Quan trọng nhất là các bạn đừng quên subscribe YouTube channel của Elle Việt Nam để mà đón xem những video mới nhất nhé. Bây giờ thì bye bye. Bye bye.